Nhung xin chào các bạn. Hôm nay Nhung làm hủ tiếu Nam Giang chay. Các bạn thấy hấp dẫn không nè? Rất là ngon luôn. Nếu các bạn thích cái món này, vào bếp làm với Nhung nha. Có cái món chay rất là ngon luôn. Nhung xin chào quý bà con, cô bác, anh chị em. Hôm nay Nhung làm hủ tiếu chay. Đây là 200g nấm bào ngư và 200g núm đùi gà. Đây hai loại 400g. Củ cải trắng 400g. Đây cà rốt ở đây là 200g. Nấm hương 10g. Đây là có giá luôn các bạn, giá Nhung mới làm. Và có hành tím. Các bạn có thể phi lên. Tỏi phi rồi cũng được. 50g thịt chay khô Nhung ngâm mềm, lát nữa Nhung sẽ cắt nhỏ nhỏ ra, mình sẽ làm thịt bằm. Đây là bột nêm 3 muỗng canh bột nêm chay, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối. Và có dầu ăn luôn. Mình đã chuẩn bị mình xào phi. Đây là một bịch hủ tiếu khô. Đây các bạn, hủ tiếu thì dai ngon lắm á. Đây một bịch đó là 500g. Giờ Nhung sẽ bắt cái nồi nước lên và phải cắt hết tất cả rau củ nha các bạn. Bây giờ Nhung bắt cái nồi nước ở đây là tổng cộng là 4 lít nước. Cái nồi nó chứa được 5 lít nha các bạn. Giờ Nhung sẽ cắt ra củ cải trắng. Cắt vậy là cho nước nó ngọt. Giờ Nhung sẽ cắt cà rốt. Này mình cắt làm hai thôi. Giờ mình sẽ cho nước sấp xong rồi, mình sẽ cho cái nấm hương này vô cho nó mềm, lát nữa mình sẽ thái ra mình ăn, cho cái nước sốt nó ngọt. Này cái nấm đùi gà với lại nấm bào ngư mình rửa sạch xong mình sẽ bóp vắt cho nó khô, mình sẽ xé nha các bạn. Cái này mình sẽ cắt ra, xé tay làm giống như thịt gà vậy đó. Đây mình xé xong rồi các bạn. Giờ mình sẽ cắt bào ngư nha. Cái bào ngư mình sẽ cắt làm hai nha các bạn. Cắt ra miếng miếng như vậy được không? Mình cũng cắt cho hết luôn. Đây mình cắt xong rồi. Bây giờ mình sẽ cắt hành để mình phi.
cái tiếp là cái thịt nè các bạn, mình cũng cắt nó làm hai thôi, nó nhỏ nhỏ chút xíu mình làm cái thịt bằm á. Giờ mình bắt cái chảo lên để mình phi hành các bạn. Các bạn để lửa vừa vừa cho nó giòn cái theo cái hành của mình á. Giờ cái hành mình nó chuẩn bị xong rồi các bạn. Mình sẽ vớt ra. Mình lấy cái dầu để mình chiên nha, chiên mấy thịt được kia. Giờ mình sẽ cho dầu hành nãy mình phi đó, cho hết thịt chay vô. Cái này các bạn cũng nêm nha các bạn, nêm một nêm thôi chứ chút xíu đường thôi, một nêm nó cũng vừa ăn. Cho nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê đường tao luôn. Tao cho nó hơi vàng vàng chút xíu là được chứ bạn. Giờ cái nồi súp của mình sẽ lấy cái này ra để mình cắt nhỏ. Bây giờ cái thịt mình nó xong rồi, nó thấm một nêm vô đây hết rồi, mình sẽ lấy ra. Sau đó mình sẽ lấy cái nấm hương này mình cắt nha, mỏng ra nha các bạn, cho vừa ăn mình đó. Lát nữa mình xào tất cả chung luôn. Cái này mình luộc chín rồi. Các bạn ơi, cái này là cá viên nó Nhung làm vừa rồi đó các bạn. Nhung sẽ cho một mớ luôn. Các bạn tùy theo thích mình bỏ bao nhiêu mình bỏ nha. Cái này trong tủ đá Nhung lấy ra nè. Nhung sẽ cho dầu súp nha. Đây các bạn, mình làm hủ tiếu Nam Giang nha các bạn. Súp này thịt bằm thì nó đúng hủ tiếu Nam Giang hơn. Sau đó mình sẽ cho đường một nêm, muối. Các bạn quậy trộn đều nha. Các bạn làm á, các bạn để trong đống lá nè, lúc nào mình cần hay hoặc là nấu canh với rau rồi các bạn, rau bẹ xanh hay là cải ngọt rồi đó, cái mình cho vào vài viên mình ăn. Sau đó mình sẽ bắt cái chảo lên, mình cho cái dầu mà nãy mình phi hành đó, nó rất là thơm luôn, khỏi cần có phi tỏi. Mình cho hết vào đây luôn, nấm hương, nấm đường gà, nấm bột ngư xào chung hết luôn. Cái này mình cũng nêm nữa các bạn. Cái này rất nhiều, mình sẽ cho một muỗng cà phê, một nêm chai. Muỗng cà phê đường. Mình không có cho muối nữa các bạn, một nêm mình nó vừa ăn rồi. Lát nữa mình còn cho dầu hủ tiếu nữa.
bạn đem đến cái nồi súp mình vừa ăn đi đó bạn. Bạn thấy cá viên của mình không? Rất là ngon luôn nha. Bây giờ Nhung nó làm xong hết các món này các bạn. Hành phi nè, cũng có tỏi phi luôn các bạn. Tỏi mình phi sẵn ở trong keo nè, lúc nào các bạn ăn cái các bạn cho vào. Bây giờ Nhung sẽ cắt hành ba rô nè các bạn. Hành này cọng bự lắm. Mình sẽ cắt cái cọng mình cho vô nồi ha. Đây Nhung có một bịch ngò riến nha các bạn, cũng cắt một chút xíu luôn. Giờ Nhung bắt cái nồi nước đây để mình luộc hủ tiếu nha các bạn. Nước cho khoảng chừng một muỗng canh dầu ăn. Mình cho dầu ăn á, để mình luộc á, cái hủ tiếu hoặc là phở á, mình cho dầu ăn thì nó có bị dính với nhau nha. Trong khi chờ đợi cái hủ tiếu mình nó mềm á thì mình cho hành vô rô lên. Hủ tiếu dai này các bạn làm nè, đừng có luộc mềm quá này không có ngon nha các bạn. Luộc nó hơi hơi cứng cứng sứng chút xíu thì nó mới giống hủ tiếu dai. Hủ tiếu Nam Giang thì nó phải có tiếu dai. Giờ của mình xong rồi, mình muốn cho chút xíu dầu vô để nó không có bị kết dính. Cái dầu hồi nãy mình phi hành đó các bạn. Trộn lên hết luôn. Bây giờ của mình nó xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra tô nha các bạn. Đây mình sẽ cho ra tô đi. Bây giờ mình sẽ cho hết. Cho tất cả đồ nê, đồ thịt này các bạn. Cho luôn thịt chay, thịt bằm vào. Các bạn có thể cho hành phi hoặc là tỏi phi nha các bạn. Hủ tiếu Nam Giang thì là đúng ra là tỏi phi thì mới đúng nó. Thì các bạn thích ăn tỏi phi hoặc là hành phi sẽ cho vào. Mình cũng cho một chút xíu vô. Giờ mình sẽ múc súp vào tô cho các bạn. Hấp dẫn luôn, quá ngon luôn. Đây hủ tiếu Nam Giang của mình có chả cá luôn. Các bạn có thể cho ớt vào luôn nha các bạn. Cho ngò rí vô. Bây giờ hủ tiếu Nam Giang mình đã hoàn thành xong các bạn. Trông rất là hấp dẫn luôn nha. Đây. Giá là Nhung làm mấy ngày nay rồi, chờ nó có giá xong rồi Nhung mới nấu cái hủ tiếu Nam Giang này. Nhung mới làm giá xong á. Bây giờ Nhung xin dừng video tại đây nha. Hẹn các bạn video kỳ tới.
Chúc các bạn thành công vui vẻ. Xin chào.